38 luôn nè, lại bán 337 giờ 38 cũng 300 luôn. Cái đôi này em nói thiệt chứ mấy chế luôn, ở ngoài mấy chế mua không có được, có cái giá 300 ngoài đâu. Em dám bảo đảm cái này nó bằng da, nó chứ chứ nó ngoài thân.
có đưa về nào. Bây giờ nó đợi đỡ đây. À, biết rồi. Được nè. Dân nè, em muốn đổi xe nào? Dân em muốn đổi nào? Nãy em mua đôi 400 mà cái đôi 400 nó nhẹ hiều luôn á, chị nói thiệt. Nhẹ lắm. Em muốn mua cái nào? Ok. Trời ơi, có gì đâu la em. Mày làm như chị ăn hiếp em lắm à. Rồi 39 của em nè. Rồi chị cho em đổi luôn 500 ha. Trời ơi, nói đổi tao cho đổi, có gì đâu. Mày nói vậy người ta tưởng tao chế mày hung dữ. Lâu lâu nó khùng lên chút không có hung dữ. Rồi 500 khoai cho em luôn nè Dân ơi. Ok Dân ha. Ok Dân ha. Đó. Thấy không? Thấy tao dễ chịu chưa? Vậy mà mày còn sợ nữa. Sợ cái gì? Có tiền mua hàng có quyền em ơi. Nói vậy chứ đùa chứ chị chế đổi hết cho có gì đâu. Mày nói vậy tao làm tao thấy tội nghiệp quá. Đừng nói như vậy, xích đổi thì nó ừ chế ơi cho em đổi đi chế ơi. Đó chế cho đổi, trừ khi ví dụ như hàng mà chế đóng vô bao mà sắp sửa gửi đi rồi đó. Ờ ok em ok, chế gửi đi rồi mà em còn đòi đổi chế mới nói ừ không được. Chứ cái giờ mới bán mà đổi chứ cho đổi. Ok. Đổi đó. Đổi đi. Đổi rồi luôn. 38. Một đôi 38 600 khoai. Gu xì em không có bán với cái giá 500 được nha mấy chế ha. Gu xì em bán với cái giá 600 khoai là rất rẻ rồi. Một đôi gu xì giỡn giỡn thôi nó cũng bán cho mấy chế 1.200. Còn mà đẹp mà hàng xịn chút. Nói thiệt luôn đôi này không trên 2.000 em không có nói điều đâu nha. Đó 38. Chị đổi cho em rồi nè Dân ha. Ok ha. Chị đổi cho em rồi đó. Này 38 nè. Gu xì 38 em bao đẹp cho mấy chế luôn. 600 khoai còn có một đôi này duy nhất luôn. Còn có một đôi này duy nhất luôn. Không có nói điều đâu. Còn có một đôi 38 này thôi đó. Gu xì nè. Cái chai này được.